và cái module thứ hai của mình. Mọi người thấy màn hình của tôi không ạ? Rồi Yeah. nè. Tắt record lại được không? Để cho em đỡ phải ngồi coi lại vào. Recording stopped. Recording in progress. Rồi, hôm nay tôi bắt đầu cái module thứ hai là về cái microbiome. Thì cái bài của tôi sẽ review lại một tí xíu về cái NGS. Tôi biết được mọi người đã thấm nhuần rồi, nhưng mà cũng review lại một tí xíu. Rồi xong rồi tôi cũng đi qua mấy cái từ mà người ta sử dụng ha. Ở đây mình thảo luận để cho mình dễ nhớ thôi chứ không có gì mọi người ha. Đó. Rồi bắt đầu tôi sẽ đi vào về cái target metagenomic và so sánh với lại cái shotgun metagenomic là gì và một số cái ứng dụng, xong sau đó mình thảo luận với nhau ha. Còn những cái bài phía sau của mọi người thì tôi sẽ đi sâu vào phân tích dữ lắm luôn đó, bởi vậy là mọi người phải hiểu cái bài này thì mình mới đi được. Có nghĩa là mỗi bài phía sau thì tôi sẽ đi sâu vào từng cái chi tiết cụ thể trong đó và học cái R một cách rất là dữ dội ha. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi, không phải R là xong đâu mọi người, mọi người chưa có xong với R đâu. Rồi tôi còn 3 4 bài R phía sau nó còn sâu hơn nữa, đó nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn nữa đó. Bởi vì là tôi muốn dạy lý thuyết hết để cho mình có cái nhìn overview, rồi xong sau đó rồi bắt đầu là mình mới dễ dàng áp dụng vào trong cái bioinformatics của mình. Thì một lần nữa tôi cũng nhấn lại là cái kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới nó có hai cái mà nó khác với lại cái Sanger. Cái thứ nhất là nó giải song song đó, là mỗi một cái trình tự giống như vậy nè mọi người, nó được gắn lên trên cái flow cell quá để nó gắn hết tất cả fragment sai lên và nó giải theo một cái chu kỳ, mỗi một chu kỳ là giải một nucleotide của tất cả các fragment đó, tất cả những cái trình tự mà nó gắn trên cái flow cell đó. Bởi vậy là nó sẽ làm cho mình nhanh hơn. Còn Sanger thì nó chỉ giải mỗi lần nó giải có một, còn cái này mỗi lần nó giải hết tất cả các trình tự mình gắn trên flow cell đó, nó giải song song ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thay vì nó phải làm de novo assembly như đây mọi người, có nghĩa là nó cố gắng tìm những cái đoạn mà nó có overlap với nhau để nó cứ chồng lên nhau, có chỗ nào có chỗ chồng lên nhau là nó cứ chồng chồng cho tới khi nào mà nó thành một cái đoạn dài nhất có thể thôi ha. Ở đây thì mọi người thấy là nó từ cái read nó chồng lên nhau, nó tạo thành mấy cái context, thì từ cái context nó sẽ tạo thành cái scaffold, từ scaffold nó tạo thành cái ribosome ha. Thì cái việc đó nó đòi hỏi rất là nặng về cái máy tính đó, máy tính phải có nhiều core, nhiều CPU, nhiều RAM, nhiều storage ha, lưu trữ nữa đó. Thì nó làm cho cái việc mà giải trình tự nó chậm. Và hơn nữa là lúc trước á, giải trình tự Sanger mọi người đâu có giải song song được, mà mình phải clone cái trình tự DNA của mình á vào trong cái plasmid hoặc là cosmid hoặc là yeast hoặc dắt mấy cái vector đó, mình clone nó vào rồi mình chọn đó, chọn cái vùng nào mà có trình tự rồi mình mới nuôi nó lên, pick nó lên, rồi xong bắt đầu là mình mới tách chiết DNA lại đó, rồi bắt đầu là mình mới đi giải trình tự. Thì nó khó lắm mọi người, nó không có dễ tí nào ha. Đó, còn bây giờ thì mình giải trực tiếp luôn, mình giải những đoạn ngắn, mình không cần phải biết trình tự nó là cái gì trơn á đó, mình không cần phải clone luôn nó gì đó. Thì mình giải xong rồi, và cái ưu điểm thứ hai của mình là không phải làm de novo assembly nữa, mà mình map lên trên cái reference genome, có nghĩa là cái trình tự genome mình biết rồi. Giống như hồi nãy mình học cái bài về cái đọc cái bài về cái con Streptococcus pneumoniae, mọi người cũng thấy là người ta tải trên NCBI một cái trình tự của con Streptococcus pneumoniae xuống, xong xuôi rồi những cái trình tự read đó người ta map lên trên, đúng không? Đó, giống như ở đây nè, nó tải cái con Streptococcus pneumoniae reference genome này, xong rồi những trình tự ngắn là mình map nó lên đó. Thì cái việc làm này nó dễ hơn, nó nhanh hơn rất nhiều à, so với lại là kỹ thuật truyền thống. Rồi ở đây giới thiệu về Microprobe bữa trước nói rồi ha. Đó, nó là đặc biệt đây, nó haploid như mọi người. Bữa trước mọi người thấy là nó có cái allele á, nhưng mà cái allele của cái này nó có một allele thôi ha, một con nó chỉ có một cái allele thôi đó. Còn mình ở đây mình có hai cái allele, một cái allele của ba và một cái allele của mẹ, bởi mình là diploid ha, đó là nó là haploid thôi ha, đó là nó có cái plasmid nữa đó.
và cái metabolic của nó rất là diversity đó. Cái biến dưỡng của nó tạo ra những cái chất biến dưỡng rất là đa dạng đó. Mình ở đây mình không đa dạng, trừ khi đó là ung thư, cái mẫu ung thư thì cái metabolic nó mới đa dạng, chứ còn mà tế bào bình thường á, mỗi loại tissue nào nó đặc trưng rất là rõ ha. Đó, và nó không có màng nhân mọi người đó, nó không có cái nhân để chứa cái DNA trong chỏng giữa người của mình đó. Nó rất dễ dàng có cái gene transfer, mọi người nhớ ha. Đó, và ở đây mình có là archaea nè, có eukaryote nè, có bacteria nè ha. Đó rồi, ở đây thì còn có thêm, một lát mình sẽ biết thêm một cái nữa là con virus nữa ha, cái nhóm virus nữa đó, nó hơi lung tung một tí xíu cái nhóm đó. Ở đây thì mình nhớ là có ba nhóm này ha. Đó thì đặc trưng của cái bacteria này là với lại cái archaea này nhé, là nó có cái 16S mọi người, vi khuẩn cổ hay là vi khuẩn á, thì nó đều có cái gene 16S hết, và cái gene 16S đó thì nó giúp cho mình phân biệt được. Trong khi đó là cái eukaryote này á, thì động vật nhân thật á, thì thường thì mình phải sử dụng 18S để mình phân biệt đó ha, hoặc là đôi khi mình sử dụng 28S nữa. Còn á, ở nấm thì mình sử dụng cái vùng ITS thôi là được để mình phân biệt đó, mình định danh nó được. Ở đây nhớ ra một tí xíu, tại vì một lát mình sẽ thảo luận ha, nếu mà ai có kiến thức sinh học rồi thì sẽ biết cái này. Nếu tôi chỉ nói cho mấy anh chị em nào mà học computer science vào đại học, hoặc là mấy em học phổ thông á vào đại học thì chắc là chưa biết được mấy cái này. Rồi, cái từ microbiome đó mọi người, đó nó là một cái tập hợp những cái genome đó có trong một cái mẫu người ha. Đó, có trong một cái mẫu, mẫu đó có thể là mẫu máu, mẫu môi trường như là không khí, như là nước sông, nước giếng, rồi hoặc là nước ở trong cái vùng sa mạc, ví dụ vậy đó ha. Đó thì nó là microbiome. Còn cái microbiota là tập hợp những cái vi sinh vật đó. Ở trong đây thì ở đây nó cái từ này microbiota với cái microbiome cũng giống giống với nhau đúng không? Cái này là người ta nói ở trong một cái mẫu, ví dụ tôi nói mẫu nước ở vùng nào đó ha, còn này nó cụ thể là mẫu A, mẫu nước A, mẫu nước B, mẫu nước C, ví dụ vậy ha. Đó là cái hệ vi sinh có trong cái mẫu nước A của mình đó, còn này là cái hệ vi sinh ví dụ như hệ vi sinh đường ruột đó. Nhưng mà tôi nói microbiota của hệ vi sinh đường ruột của cái anh bệnh nhân đúng không, đó bị về đau bao tử, ví dụ vậy đó ha. Đó nó khác một tí xíu thôi. Và cái metagenome thì nó cũng là collect cái genome, nó cũng giống như là microbiome vậy đó mọi người. Đó, meta là nhiều đúng không, genome có là có nhiều cái genome đó, nó nhiều genome này, nó có thể là cùng một con nó có thể khác con đúng không. Đó thì hầu như là metagenome hoặc là cái microbiome giống nhau ha. Đó cái microbiota nó cũng giống nhau giống vậy mọi người ha. Đó nhưng mà mình dùng thì mình hiểu. Đối với tôi thì tôi nói là nếu mà tôi muốn coi cái hệ vi sinh ở trong đường ruột thì tôi sử dụng cái phương pháp là metagenomic. Metagenomic có nghĩa là phương pháp mà giải trình tự nhiều con, ví dụ vậy đó. À, thường tôi đọc báo thì thấy là nó như vậy đó. Rồi xong rồi, đôi khi mình sẽ có là cái từ là 16S là cái gene 16S đúng không? Nhưng mình sử dụng là marker gene. Có nghĩa là mình quan tâm không phải là nguyên cái genome mà mình chỉ quan tâm một số cái gene marker gene thôi. Đó như là 16S. Mà đôi khi người ta sử dụng là không phải marker gene mà người ta sử dụng là target. Có nghĩa là người ta muốn có cái gene mục tiêu, có cái gene đích là gene 16S. Hoặc là cái âm ly cong đó, 16S. Được không mọi người ha? Có ba từ ở đây, xin lỗi là tôi quên để vô. Đó, có ba từ nó sẽ giống nhau là marker gene nè, target gene nè, rồi âm ly cong gene nè. Ha, là sẽ có ba từ nó sẽ giống nhau cái đó. Và ở đây mình sẽ có ba từ giống nhau là microbiome nè, microbiota nè, rồi metagenome. Được không mọi người? Ha. Mai mốt có ai hỏi bí quá thì chắc là mình phải Google, chứ nó cũng giống 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 vậy đó mọi người. Ha, chứ nó cũng không khác nhau mấy. Tôi nói lại ha, tại chỗ này tôi không có ghi vào, lát tôi sẽ điền thêm vào. Marker gene hay là target gene hay là âm ly cong gene đó thì nó đều giống nhau hết. Ha, tại vì lát mình sẽ học là phân biệt giữa cái short gene metagenome với lại là cái âm ly cong metagenome, hay là cái marker gene metagenome, hay là cái
target gene, metagenome ha. Rồi cái metagenomic là người ta muốn coi thử đó ở trong một cái mẫu môi trường đất hay là mẫu trên cơ thể của mình đó, là người ta sử dụng cái kỹ thuật mà để coi trong chậm nó có cái gì á, có cái con gì á đó, là kỹ thuật cái sequencing, mà cụ thể đây là cái NGS của mình. Ta coi để làm gì? Để người ta muốn biết được là nó tương tác với nhau như thế nào, đúng không? Đó thì đây cái đó nó sâu quá, tôi khó lòng nào tôi cho ví dụ ha, để cho mọi người thấy là tương tác giữa, thí dụ như cái hình này nè mọi người, thì mình thấy là cái lưỡi của mình á, thì mình tưởng là sạch sẽ lắm ha, ta chụp sâu vô thấy nè vi sinh vật không ở trong cái lưỡi của mình đó. Chứ không phải là nhìn vô mình nhìn không thấy thôi, chứ xuống kính hiển vi thấy nó mọi người đó, nhìn thấy sợ ha đó. Thì nó sẽ sinh ra những cái chất, đúng không, những cái biến dưỡng đổ này kia, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đó. Dĩ nhiên không phải con nào cũng xấu, hoặc là không phải con nào cũng tốt, không có con xấu có con tốt đó. Thì người ta rất là quan tâm ha, tới cái hệ vi sinh, đặc biệt là hệ vi sinh ở trên người đó. Nhưng mà bây giờ tất cả những hệ vi sinh nó đều quan trọng của mọi người, chứ không phải là hệ vi sinh gây bệnh không đó. Hệ vi sinh ví dụ như cho công nghiệp tạo ra thực phẩm, đúng không, một số cái lên men ví dụ vậy, thực phẩm lên men nó đều tốt mà đó, chứ đâu phải xấu không đâu. Thì ở trên cơ thể mình đó mọi người, tới 100 tỷ cái hệ vi sinh lận mọi người, có nghĩa là khoảng tầm trung bình á, nếu mà trên cơ thể mình cạo ra cái hệ vi sinh đó, nó cỡ nửa ký đến một ký mọi người, tùy theo người đó. Thì cái số cell của nó nhiều hơn cái số cell của cơ thể mình luôn, tại cell của nó nhỏ hơn cell của người của mình. Bữa trước mình học cái bài mà giới thiệu thì trong chổng là đúng không, kích thước của cái cell của nó nhỏ hơn cái cell của người của mình nhiều. Thì cái hệ vi sinh ở trên người của mình thì có nhiều lắm mọi người, vi khuẩn không đâu, nó có vi khuẩn cổ, đôi khi có nấm đó mọi người đó, và có virus nữa đó. Ở đây thì do nó có nhiều con giống vậy, và nó có cái gene transfer nữa, bởi vậy là mình rất muốn biết là ở trong chẩm những con đó thì nó có những cái gen gì, đúng không, và nó có gây bệnh cho mình hay không, và nếu gây bệnh thì mình điều trị, thì nó có gây kháng thuốc hay không, nếu mà ở nấm đúng không, kháng thuốc chống nấm, hoặc là ở vi khuẩn thì kháng cái kháng sinh ví dụ vậy, đúng không đó. Thì mình rất muốn biết cái đó, và nó có nhiều hay ít, đúng không, tỷ lệ của từng con như thế nào đó. Rồi xong xuôi mình cũng muốn quan tâm tới là trên cơ thể từng bộ phận của mình thì nó sẽ khác nhau ra sao đó. Ở đây mình cứ nghĩ là ở trên da của mặt á, cái hệ vi sinh nó sẽ giống như da ở trên cái bàn tay của mình, đúng không, nhưng mà không phải đâu mọi người, nó khác hết trơn. Cái con ở trên da mặt á, mấy cái con đó đó, nó khác với con ở trên da tay mọi người đó. Bởi vậy là người ta có nhiều cái project, người ta nghiên cứu thử coi trên cơ thể của mình đó đó, thì cái hệ vi sinh sẽ như thế nào đó. Thì người ta đã bắt đầu cái Human Microbiome Project này á từ 2009 rồi đó mọi người, nó cỡ cỡ tầm đó, cỡ cỡ tầm này nè mọi người, 2008 2009 là người ta đã bắt đầu cái Human Microbiome Project rồi đó, là mọi người biết được cách đây là hai mười mười mấy năm ta, 16 năm rồi mọi người đó, chứ không phải bây giờ đâu. Và người ta cũng sử dụng kỹ thuật NGS để người ta coi thử coi là trên cơ thể của mình đó, đó nó nằm ở từng cái loại tissue thì cái hệ vi sinh sẽ như thế nào. Bây giờ mình ở trên hệ vi sinh của người mình đâu có nuôi cấy nó lên, đúng không, mình nuôi nó thì mình chỉ nuôi được có một con thôi, hoặc là hai con là cùng thường đó mọi người đó. Khó lòng nào mà lấy cái mẫu nuôi ra để mà có được tất cả các con ở trong chẩm. Tại vì sao? Tại vì mình không biết được là cái con gì nó ăn cái gì, đúng không, mình mới nuôi nó được đó. Thí dụ mình nuôi con heo mình biết nó ăn tạp thì mình cho nó gì nó cũng ăn đó, chứ bây giờ con sư tử mà mình cho nó ăn ăn cỏ như con bò sao mà nó sống được, đúng không, thì vi khuẩn cũng vậy đó. Mình phải biết nó ăn cái gì thì mình mới tạo cái môi trường để mình nuôi á, nó đó, môi trường thạch đó, hoặc là môi trường lỏng á, đó mình bỏ nó vào để mình nuôi nó, thì nó phải ăn cái gì thì mình biết. Chứ mà mình đã bản thân mình không biết nó có con gì trong chổng rồi, làm sao mình biết được nó ăn cái gì trong chổng.
đúng không? Đó, bởi vì cái việc mà mình làm cái tìm có cái hệ vi sinh trên cơ thể thì không thể nào sử dụng kỹ thuật nuôi cấy như cái bài hồi nãy ở trên được, đúng không? Đó, nuôi thì mình phải biết được nó ăn cái gì mình mới nuôi nó sống được, đúng không? Nhiệt độ nó đòi hỏi bao nhiêu độ này kia, chứ bây giờ có những con ở trong, nó trong fecal á, ở trong phân thì mình cũng không biết nhiệt độ nó sống bao nhiêu, đúng không? Nó ăn cái gì để sống mình không biết, đó là khó lòng mà nuôi hết được mấy con đó. Thì chỉ có cái phương pháp là microbiome này, là mình lấy tách chiết DNA trực tiếp từ cái mẫu đó, xong xuôi rồi mình giải trình tự ra đó. Thì làm sao được cái việc đó thì mình đang tìm hiểu trong cái bài này của mình ha. Thì những cái tool để mình có thể biết được cái hệ vi sinh đó, thì có là giải trình tự DNA ha, giải trình tự DNA, giải trình tự DNA nè, rồi giải trình tự RNA nè, người ta gọi nó là cái meta genomic. Còn cái này thì người ta gọi là meta genomic. DNA, RNA, protein, metabolite hay là metabolomic. Mấy cái này á, bắt đầu rất là phát triển cách đây khoảng 6 7 năm đó mọi người, nó đã phát triển nhiều rồi đó. Bây giờ thì người ta cũng làm được hầu như là hết rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa thấy làm nhiều đâu. Thì mình đi vào trong cái phần ở dưới đây nè mọi người, là cái phần mà DNA trước, tại vì là nó rẻ và nó làm được ở Việt Nam của mình, bởi vì tôi sẽ đi sâu vào cái này đó. Chứ thật chất là trên thế giới là người ta làm cái metabolite nhiều lắm rồi, còn hai cái này cũng dĩ nhiên là nhiều, nhưng mà cái này thì nó rất là thú vị luôn mọi người, tại nó làm nhanh được mọi người. Cái này trong vòng 3 tiếng đồng hồ là có kết quả, còn cái này của mình lâu hơn đó, kể cả 16F đi nữa thì mình cũng phải ít nhất là chạy cái máy MySeq mà mọi người cũng biết đúng không, ít nhất nó cũng phải 16 tiếng đó. Rồi còn tách chiết chuẩn bị thư viện đồ này kia nữa, cộng lại nó cũng phải ít nhất là 1 ngày cho tới 2 ngày, nó không có nhanh được bằng cái metabolite. Trong cái phần giải trình tự DNA này mình chia làm hai cái ha. Mọi người nên nhớ bây giờ là tôi nói mẫu môi trường chứ không phải là mẫu nuôi cấy ha. Có nghĩa là mẫu môi trường thì nó sẽ là hỗn tạp của nhiều con ở trong chổng chứ không phải là một con ha. Đó, và hỗn tạp đôi khi là nó có cả virus nữa, có cả nấm nữa, có cả archaea, có cả vi khuẩn ở trong chổng, đúng không? Vi khuẩn cũng có cả đống con trong chổng ha. Bây giờ trong đầu của mình là nhớ vậy nha, chứ nó không còn như là kia đâu. Thì mình sẽ đi sâu vào cái DNA, thì trong DNA này mình chia nó làm cái 16S, đó giải trình tự của 16S, hoặc là giải trình tự của ITS là cho nấm ha. Nhớ nha. Tại sao nó là như vậy thì ai học sinh học thì sẽ biết tại sao ha. Tại vì người ta giải trình tự nhiều và người ta observe được là 16S thì giúp cho có thể phân biệt được vi khuẩn tốt, đúng không? Đó, những con vi khuẩn với nhau, nếu mà tôi giải trình tự 16S thì tôi sẽ biết được là nó thuộc cái loài nào, hay là phylum nào, hay là genus nào, đúng không? Đó. Còn đối với nấm thì cái vùng ITS là tốt hơn. Đó, đối với eukaryote đó, thì cái vùng là 18S thì nó tốt hơn. Đó, người ta kinh nghiệm, người ta biết giống vậy. Đó. Còn bây giờ mình không tra kịch vô trong một gene, hay là mình không có âm ly cong này hoặc là cái marker gene này, thì bây giờ mình giải sorting, giải cả cái genome của tất cả các con có trong mẫu luôn ha. Đó, thì bây giờ một lát mình sẽ hiểu được tại sao mình phải làm cái sorting và tại sao mình phải làm 16S ha. Một lát mình sẽ có cái phần so sánh đó. Thì người ta sẽ lấy mẫu đó, lấy mẫu cái mẫu hệ vi sinh ra, thì người ta làm cái 16S này bằng cách là người ta tách chiết DNA tổng số của tất cả các con chổng, xong rồi người ta giải trình tự cho chuẩn bị thư viện, xong rồi giải trình tự xong rồi người ta mới group lại những cái con mà có trình tự giống nhau, người ta group nó thành một cái OTU 1, OTU 2, một lát nó là cái gì lát mình sẽ biết. Xong rồi group nó lại rồi bắt đầu người ta mới chú giải, người ta mới dựa lên plus lên trên cái NCBI taxonomy đó, đó. Người ta biết được với trình tự này thì nó là thuộc cái con nào, đúng không? Đó, thì lúc đó người ta sẽ ra kết quả là ở bên định. Ví dụ như con OTU1 này nó có tỷ lệ là bao nhiêu, số read map vô nó bao nhiêu, để mình có thể định lượng được là cái độ đa dạng của nó, đúng không? Cái sự hiện diện của nó đó ở trong cái mẫu của mình là ít hay nhiều, được không mọi người? À, một lát tôi sẽ đi chi tiết vào. Còn cái metagenomic này thì mình giải xong rồi mình map lên trên genome hoặc là cái gene mình quan tâm đó. Đôi khi tôi chỉ liên quan quan tâm tới cái gene kháng thuốc thôi, thì tôi map cái gene kháng thuốc lên cái reference là gene kháng thuốc đó. Còn nếu mà tôi quan tâm cả cái genome ấy luôn, nếu tôi giải đủ sâu thì tôi làm cái map lên cả cái genome
đó, hoặc là tôi làm de novo assembly, mình đã học rồi đúng không, cả hai cái này mình học rồi xong xuôi rồi, mình map lên trên ra được nguyên cái genome rồi, mình map lên thử coi là cái con này nó giống như cái con nào nhất, mình làm cái multiple sequence alignment đúng không, với cái con ở trên NCBI thử cái con nào giống nó nhất, ví dụ vậy đó, để mình có thể tìm được những cái chức năng mới của nó đó. Cái này thì cái mục tiêu cuối cùng là muốn tìm chức năng đó, còn cái này thì mục tiêu cuối cùng của mình là muốn phân loại, muốn biết được là ở trong chồng có con nào đúng không, tỷ lệ thành phần nó là bao nhiêu đó cho mỗi loại đó. Rồi còn cái metagenomic với cái virus này tôi bỏ qua ha mọi người ha, đó mình sẽ hẹn ở trong một cái dịp khác mình có nhiều thời gian hơn để mình nói tới. Thì cái target gene ta mọi người ghi lại đi ha, mất công mọi người lại nhầm cái gì đó, target gene hay là người ta nói là cái gene marker đó, hay là người ta nói là cái amplicon thì nó giống nhau, và người ta nói là cái metagenomic có nghĩa là cả cái genome luôn, có chữ sorting phía trước nữa đó, có nghĩa là người ta cắt cắt nó ra đó vậy đó, xong xuôi rồi người ta không có chạy primer gì hết trơn á đó, và người ta lấy cái này chuẩn bị thư viện để giải trình tự. Còn bên đây á, thì người ta phải sử dụng mỗi cặp mồi đó, một cặp hay là nhiều cặp tùy theo mình, hay mình muốn target bao nhiêu gene thì mình làm mấy cặp mồi đó đúng không, thí dụ như đây tôi chỉ muốn target cái gene 16S thôi thì tôi chỉ sử dụng một cặp mồi, mà ở đây tôi có hai con ví dụ như vậy đúng không, đó thì cái cặp mồi của tôi nó sẽ tạo ra cái sản phẩm PCR của nó, và tôi lấy sản phẩm PCR này tôi đi giải trình tự y như là hồi nãy người ta định tiếp cái con HDV với HBV hồi nãy vậy. Đúng không, người ta sử dụng PCR với một cặp mồi để người ta làm giàu lên cái trình tự DNA mà người mình muốn giải, rồi người ta lấy cái sản phẩm PCR đó người ta đi giải trình tự ha. Rồi để hiểu được cái 16S này á, thì bây giờ mình qua một cái thuật ngữ nó là cái conserved region. Ở đây mọi người nhìn vào trong cái này là cái kết quả của multiple sequence alignment nè mọi người. Đó. Tôi lấy một số cái gene ở đây nè, nó có tên hết trơn, tôi làm cái lấy trình tự của nó, tôi làm cái multiple sequence alignment. Sau khi tôi alignment xong rồi đó, tôi sẽ có cái conservation hay là cái consensus ở đây, hoặc là cái sequence logo này. Mọi người nhìn vô trong cái trục này nè mọi người thấy là ở đây ngay tại vị trí số 1 này nè, nó hoặc là A hoặc là G, mà A nó chiếm hầu như là 90%, hơn 90% đó, còn G nó chỉ xuất hiện có một lần thôi, thì cái conserve ở đây á, cái consensus ở đây nó là A đúng không, tại vì tôi đếm mười mấy lần đó mà tôi chỉ thấy nó xuất hiện A, ổ thấy nó xuất hiện hầu như là A, còn G nó xuất hiện rất ít, thì mọi người thấy là đây ở đây cái A này nè nó cao đúng không, tại vì nó xuất hiện nhiều lần, còn cái G này nó có xuất hiện có một lần thôi bởi nó ít, và cái conservation này score này nó rất là cao đúng không đó. Rồi xong xuôi mình nhìn thử nhìn qua T chỗ này nè mọi người, thì một lần nữa T là xuất hiện 100% luôn, bởi vậy là cái chữ T này nó bự và cái conservation này nó cũng cao, và G này ở đây nó cũng vậy ha, đó mọi người thấy là nó cũng vậy. Nhưng mà thí dụ như tôi nhìn ở chỗ một cái trình tự khác đi, ví dụ tôi nhìn ở chỗ này đi, thì cái vị trí trừ 20 nó xuất hiện C, rồi nó xuất hiện G, xuất hiện T, rồi xuất hiện G, xuất hiện A, bốn loại nucleotide nó xuất hiện hết trơn. Bởi vậy là cái consensus này người ta chọn cái nào là xuất hiện nhiều nhất người ta để vào. Nhưng mà cái logo nè, sequence logo ở đây nó rất là thấp. Đúng không? Và cái conservation này nó cũng thấp. Được không mọi người? Ha, đó. Rồi, tôi nói lại là cái conservation score này nó cao. Có nghĩa là những cái trình tự hầu như nó giống nhau hết tại vị trí này. Ha, thí dụ như T với chữ G. Đó. Hoặc là chữ A này. Đó. Còn mà những cái vùng mà nó thấp là đôi khi nó xuất hiện nhiều loại nucleotide ở cùng một vị trí. Đó, thí dụ như ở đây nè, đó, xuất hiện C, xuất hiện T, xuất hiện A, đó vậy đó. Hoặc ở đây là rất là tệ luôn, xuất hiện cả bốn loại luôn. Đó, ha. Thì mình nhớ cái conservation score này. Ha, đó. Rồi, mình hiểu cái này rồi, bắt đầu mình mới qua bên đây, mình mới hiểu cái gene 16S này. Thầy ơi, thầy cho hỏi chút được không thầy? Dạ. Thầy quay lại cái slide bên trên một chút được không thầy? À, ví dụ của thầy là Tone A này rồi EBGA thì những cái đó là tên gen hay là gì vậy thầy?
Dạ cái đó là tên gen à. Dạ. Nhưng mà nếu mà 16S RNA thì nghĩa là đây là một cái gen, mà đây lại có rất là nhiều gen, thì vậy thì cái ý ở đây Dạ là dạ sao? dạ. À, dạ xin lỗi, ở đây em chỉ muốn nói là để hiểu cái conservation score là gì thôi, chứ cái này không có liên quan tới cái gen 16F này. Ok, thầy. Dạ. Dạ, Chỉ muốn cảm ơn hiểu thầy. cái cái conservation score là cái gì thôi à. Dạ. Rồi. Rồi. Thì mọi người thấy là cái gen 16F là nó sẽ mã hóa ra cái RNA 16F nó như vậy nè mọi người. Đó. Cái vùng mà nó tô đậm lên á, thí dụ như vùng này tô đậm lên nè, nó dính liền với nhau hết là cái vùng vùng conservation. Đó, trên 16F này. Còn cái vùng mà nó chấm 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 á, nó cũng cùng màu, thí dụ như là nó cùng màu hồng hết nhưng mà nó là chấm chấm chấm, nó không phải màu hồng đậm, thì là cái vùng mà variable. Đó. Thì cái gen 16F nó rất đặc biệt mọi người. Có những vùng nó sẽ rất bảo tồn, có nghĩa cái conservation score nó cao. Còn có những vùng nó cái vùng nó biến động nhiều, nó gọi là variable, nó gọi là viết tắt của chữ V đó, nó biến động nhiều. Đó. Thì mọi người nhìn thấy là màu xanh đây cũng vậy, đúng không? Đó, và màu đây nó xen kẽ giữa cái vùng nó sẽ bảo tồn rất cao và những cái vùng nó không, hầu như là không bảo tồn. Đó. Thì cái này là cái cấu trúc của cái RNA mà cái gene 16S nó mã hóa thành cái RNA 16F này, nó tạo thành cái cấu trúc bậc hai giống như vậy. Được không mọi người? À, lúc mà mình giải nếu nếu mình bỏ cái trình tự RNA mà 16S này á thì nó sẽ có cấu trúc bậc hai. Bữa trước mình học cái bài đầu tiên rồi đúng không? Redis cấu trúc bậc hai mình cũng có học luôn rồi. À, mình có trình tự RNA mình bỏ vào nó sẽ predict cho mình ra cấu trúc này. Đó. Nhưng mà nó sẽ không biết được là chỗ nào bảo tồn và chỗ nào không bảo tồn. Đó. Rồi bây giờ mình mới nhìn lên. Người ta giải cái này là cái gen 16S nè mọi người. Chiều dài của cái gen 16S nè, nó dài cỡ 1.500 base pair, à, từ 0 cho tới 1.500. Đó. Thì mọi người nhìn thấy là cái trục X á, là cái chiều dài của cái gen, còn cái trục Y là cái conservation score đó mọi người. Hồi nãy mình học đó. Ha, đó. Ở đây nó tính theo một cách khác nhưng mà nó cũng tương tự giống vậy thôi. Ha, đừng có quan tâm cái cách tính này, nó nói ra cho mọi người rồi. Cái này nó là cái conservation score. Cái score này nó càng cao ở trên đây thì cái vùng đó càng bảo tồn. Được không mọi người? Nó càng thấp thì cái vùng đó càng biến động. Quay lại cái chỗ này, tôi nói lại ha. Cái conservation score này á, đó nó càng cao có nghĩa là cái vùng đó nó bảo tồn. Mọi người thấy là nó chỉ xuất hiện đúng hoặc là T hoặc là G. Đó. Còn cái vùng mà có conservation thấp đi nè là cái vùng có nhiều biến động. Đó. Và ở bên cái hình này nó cũng vậy. Cái trục Y là cái trục conservation score tương tự giống như vậy ha, đó. Cái cách tính tôi mới nói ra mọi người sẽ rối lên. Đó, bởi vì tôi mới lấy một cái ví dụ để cho mọi người dễ map vào. Và cái trục này là chiều dài. Thì mọi người thấy là cái vùng V1 nè là có cái conservation score là thấp nè. Đó, nó cỡ 0.3 mấy thôi. Đó. Còn cái vùng mà nằm ở trên, thí dụ cái đỉnh này nè, nó nằm ở trong cái vùng conserve á. Đó. Và xuống dưới đây là vùng V3, vùng V4, vùng V5 là những cái vùng biến động. Đó. Bởi vậy là anh chị em đi giải trình tự dịch vụ á, giải 16S microbiome đi giải, người ta hỏi muốn giải vùng nào. Đó, thường thì công ty cũ của tôi giải là giải V3 và V4. Đó, giải V3 và V4. Tại sao? Tại sao không không giải cái vùng ở trên đây đi mà giải V3, V4? Tại sao? Tại vì đơn giản tôi muốn phân biệt, đúng không? Tôi muốn subtype nó, tôi muốn coi thử coi trong chẵn có con nào. Mà tôi giải cái vùng con nào cũng giống nhau hết, sao tôi biết con nào với con nào có trong mẫu của tôi? Được không? Hiểu không? Đó. Thì bởi vậy là người ta sẽ giải cái vùng V3, V4. Đó. Nhưng mà bây giờ mình có Oxford Nanopore, mình có Bắc Bio rồi, mình giải luôn 1.500 luôn. Chứ mắc mớ gì đâu, giải sụp để làm gì? Một lát phía sau có thảo luận với nhau. Ha. Đó. Từ từ mình tính tới. Đó. Thì người ta đã giải trình tự 16S của nhiều con rồi, người ta làm cái multiple sequence alignment xong xuôi, người ta có cái score rồi, người ta vẽ nó lên giống như vậy thì mình mới thấy được là vùng V1 ở đây nè là vùng biến động nè, vùng V2 là vùng biến động, V3 biến động, V4, V5, V6, V7, V8, V9 là vùng biến động. Đó. Thì mình mới kêu người ta dịch vụ giải cho mình. Đó, mình muốn giải chỗ nào thì mình chọn thôi. Thí dụ như tôi nói muốn giải V3, V4. Đó. Nếu mà tôi giải V3, V4 rồi làm sao tôi giải được?
giờ mình mới đặt câu hỏi là sao giải V3 V4 được, sao giải V3 V4 được vậy Hương Ly em? Hương Ly, sao mình giải được V3 V4 em? Trời, lẹ lẹ lên đi em, thanh niên trai tráng không à, mà chậm quá, lẹ lẹ lên. Biết thì nói biết, không biết thì nó không biết đâu, mới sao hết á. Phú, làm sao em giải được cái vùng V3 V4 Phú? Nó có cả một đống cái DNA trong chõng mà, của nhiều con chõng mà, cả genome của nó, làm sao mình giải được vùng V3 V4 em? Sao giải được chị Phú? Phúc hay là Phú thầy? Phú. Dạ, thì em thiết kế mồi cho tại vì ở bên cạnh cái vùng V3, V4 thì nó có vùng bảo tồn cao, thì em thiết kế mồi ở cái vùng bảo tồn cao. Rồi là em sẽ span qua các khu vực biến động là vùng V3 và vùng V4. Đúng rồi, cảm ơn Phú. Nè mọi người nhìn thấy nè, ở chỗ cái vùng biến động nè V3 V4 thì nó có những cái vùng ở trên đây nè. Nè, nó bảo tồn rất là cao, có nghĩa là tất cả các con ở trong cái nguyên cái vi khuẩn này là hầu như nó bảo tồn hết trơn à. Thì mình thiết kế cặp màu ở chỗ này thì nó specific cho tất cả các cái bacteria chứ mấy. Đúng không? Và mình chọn cái thiết kế mồi cũng ngay cái chỗ này nè. Đó, thì mình có một cặp mồi đây thì mình tạo ra cái sản phẩm PISA là chứa cái vùng V3 đây. Đúng không? Hoặc là V4 ở đây thì mình thiết kế cặp mỏi đây nè. Đó, và cặp mỏi đây nè. Đó thì mình tạo sản phẩm PISA là vùng V4. Thì có hai cái V3, V4 này đi giải trình tự nó ra. Thì mình dựa trên cái vùng cancer để mình thiết kế mồi. Còn cái vùng mà biến động á, là sản phẩm của PISA để mình chạy mình giải trình tự thì nó giúp cho mình phân biệt được có con nào trong chõng. Tới đây thì hiểu chưa? Hiểu tại sao người ta sử dụng cái 16S chưa? Cái 16S gene này nó đặc biệt. Nó giúp cho mình có thể làm cái việc phân loại này. Ở đây hiểu không? Ở đây hiểu Tôi ừ, hiểu rồi đấy ạ. không? Rồi có ai hỏi gì nữa không? Có ai ở đây không không biết không có gì thì hỏi đi mọi người, chứ tôi đâu có ngại trả lời đâu. Đó, tôi thấy mọi người thấy có vẻ như mà học bị động quá. Có ý kiến lên đi mọi người, người ta hỏi thì mình không biết thì mình nói ừ em không biết đó, tôi hỏi người khác chứ tôi đâu có chấm điểm, tôi đâu cái này đâu có thi cử đâu, tôi đâu có chấm điểm, tôi đâu có cho học bổng hay là tôi có trừ tiền lương đâu, mình học để mình hiểu đúng không, bỏ thời gian ra học rồi mà không hỏi gì hết trơn à. Đó, bộ miễn phí thì không không chất lượng hay sao, đâu có, tôi muốn dạy cho người ta hiểu đó. Rồi, hiểu là tại sao mình sử dụng cái 16S này rồi đúng không? Được không mọi người ha? Rồi. Như vậy tôi qua phần mới nha. Đó. Thì cái workflow mà người ta làm 16S là người ta sao? Người ta cũng thu mẫu. Đó. Bây giờ mẫu ở trong đây thí dụ như là mẫu máu đi nữa. Đó, mà tôi muốn coi mấy con vi khuẩn trong đây tôi cũng không sợ, không ngán. Tại sao? Tôi có cặp primer nó chuyên biệt cho mấy con vi khuẩn rồi. Đó, thí dụ DNA có DNA của nấm, có DNA của người, có DNA của vi khuẩn độ này kia. Đó, tôi cũng không ngán nữa tại vì cái trình tự Raman nó chuyên biệt cho cái 16S của vi khuẩn mà. Tôi chỉ lấy ra cái vùng đó thôi, bởi vì làm cái này rất là tiện. Đúng không? Đó. Xong xuôi người ta bỏ vô cái này là cái máy cũ lắm mà mọi người. Đó. Cái máy cũ nó bây giờ hết rồi đó. Nhưng mà tại cái bài này, cái bài cũ mọi người 2009 rồi. Thì mình có cái tách chiết DNA tổng số rồi đúng không? Xong xuôi mình bỏ cái cặp primer mình muốn chạy vào, nó có thể V3, V4, nó có thể V4, V5 tùy theo muốn họ thích cái nào, kinh nghiệm của mình á, kinh nghiệm của cái người làm trong nghề sẽ biết được cái vùng nào nó bảo tồn hơn. Tại vì người ta làm cho cái bệnh đó người ta biết có cái con gì trọng. Đúng không? Đó. Tụi mình này không biết nhưng mà cái người làm chuyên ngành đó người ta biết. Đó. Rồi xong xuôi rồi tôi giải cỡ 1 triệu read đó mọi người, đó cho cái 16S này. Đó thì tôi ra được cái trình tự, thì tôi ra được cái trình tự xong rồi tôi trim nó đi, tôi bỏ đi cái quality nó thấp đi đúng không, tôi được một cái tốt hơn, xong rồi tôi rút nó lại, những cái trình tự giống nhau tôi sẽ rút nó lại thành cái OTU đó, xong rồi bắt đầu á, tôi mới xây dựng cái phylogenetic tree và tôi annotate nó là nó thuộc loài nào đúng không, dựa trên class đó. Ở đây cụ thể hơn, cụ thể hơn là thí dụ như tôi có hai mẫu
sample 1, sample 2. Ở trong hai mẫu này của tôi đều có bốn con hết. Đó. Con màu xanh da trời, con màu xanh lá cây, con màu đỏ, con màu cam. Đó. Nhưng mà khi mà tôi giải trình tự ra đó thì cái con màu đỏ ở cái mẫu 1 á nó giải ra được chỉ có 3 read thôi à. Đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong mẫu này nó ít. Đúng không? Genome của nó ít thì genome của nó ít. Genome của nó ít thì mình tách chiếc DNA ra ít. Đó, tách chiếc DNA ra ít thì mình giải trình tự nó ra ít. Đúng không? Đó. Thì bây giờ tôi giải được chỉ có 3 read nè, map vào trong cái V1, V2, V3 thôi. Đó. Trong khi đó thì ở bên cái sample 2 này có rất nhiều cái con màu đỏ. Cái mẫu có rất nhiều con màu đỏ. Đó. Tại mục tiêu của mình là mình muốn phân biệt mà. Đúng không? Đã muốn phân biệt coi là đôi khi nó không có đẹp như là mình tưởng là nó có hay không có con màu đỏ đâu, không phải. Mà nó có ít hay có nhiều. Nó không phải là binary, không phải là có hay không, mà là có ít hay có nhiều. Đó, ở đây rõ ràng là mình nhìn thấy con màu đỏ thì cái mẫu một của mình ít và bên này mẫu này của mình nhiều. Đúng không? Đó. Thì sau khi mà mình giải trình tự ra, mình sẽ ra một cái đống này, nhưng mà thực chất ra mình ra cái đống này nè mọi người. Và nó cũng không có màu đó mọi người, nó làm gì có màu. Cái màu đó tôi tô cho mọi người để mọi người dễ hình dung thôi, chứ nó ra cái file FASTQ nó ra như vậy, không có màu, không biết cái nào là của con nào hết trơn á. Đó. Thì người ta mới định nghĩa một cái đơn vị nó gọi là OTU này. Đó, cái OTU là gì? Là những cái trình tự 16S này nè, mặt cơ chin này nè, giống nhau, tôi rút nó lại. Nó giống nhau bao nhiêu? Nó giống nhau 97%. Đó, đôi khi bây giờ người ta nâng nó lên nữa. Đó, đôi khi người ta thấy 97 chưa có shrinking, người ta nâng nó lên 98 ví dụ vậy đó. Nó giống nhau, đó. Hầu như những trình tự này giống nhau 97%, người ta cluster nó lại, rút nó lại. Đó, dựa trên cái sequence similarity này đó, người ta mới chia ra vậy đó. Thì lúc đó thì nó mới chia ra được màu mọi người ha. Đó chứ tại vì nếu mà nó đến từ cùng một con thì trình tự nó phải giống nhau chứ, đúng không? Đó, đôi khi mình không thể nào phân biệt được là cái chủng nó là chủng nào, nhưng mình có thể phân biệt được là cái loài nào hoặc là cái genus nào ví dụ vậy, hoặc là family nào, đúng không? Đó, tùy theo cái cấp độ mình giải càng sâu đó, cái vùng mình cover nó cả cái 16S luôn thì mình sẽ subtype được nó sâu hơn thành chủng luôn, đó cái strain nào luôn chứ không phải là chỉ là loại thôi, đúng không? Đó, nếu mình sử dụng V3 V4 thôi thì nó cover chưa có đủ, chỗ đó chưa có phân biệt được, đúng không? Còn nếu mình cover hết luôn cả 16S luôn thì nó giúp cho mình sâu hơn, được không mọi người ha? Thì cái OTU này là cái group group lại cho mình giống như vậy. Rồi, sau khi mình cluster nó lại rồi, thành từng group rồi. Đó, bắt đầu mình mới search lên trên NCBI để mình chú giải nó. Đúng không? Đó, mỗi một cái trình tự giống như vậy nè, mỗi một cái OTU này mình chỉ chọn một cái đặc trưng thôi. Tại sao? Tại vì mình làm chi, làm lại làm chi, đúng không? Ở đây, thí dụ như cái màu xanh blue này, nó có tới OTU 1, thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, có nhiều lắm. Nhưng mà mình chỉ lấy một một đại diện thôi. Đúng không? Đó, để mình bỏ lên trên NCBI để mình annotate cái trình tự đó. Đây, mình có cái OTU 1 rồi, đúng không? Mình có một cái trình tự rồi. Xong xuôi rồi mình mới nói là mình plus lên đó. Thí dụ như trong đây có 10.000 đi nữa thì mình cũng chỉ lấy một trình tự có đặc trưng của nó ra thôi, mình plus lên NCBI và mình thử coi coi là cái trình tự này nè, nó thuộc cái loài nào, hay là nó thuộc cái chủng nào, hay là nó thuộc cái gì đó. Thì cái cơ sở dữ liệu có bao nhiêu thì mình chú giải bấy nhiêu cho cái trình tự của mình. Thí dụ như con này là con Bacillus với lại cái gì đó, đúng không? Đó. Và cái OTU 2 này mình plus lên, mình sẽ biết nó là cái gì đó. Ở đây chỉ đi tới phylum genus thôi, chứ nếu mà muốn đi sâu nữa thì mình giải sâu nữa, giải rộng hơn. Đúng không? Đó. Rồi, bây giờ nói tới đây có ai khó hiểu không? Có ok không? Có ai hỏi gì không mọi người? Rồi, Em không có hỏi. hỏi thầy ơi, Dạ. tại vì nó hơi khó ấy, thầy làm sao mà mình có thể phân biệt được giữa cái màu xanh lá cây với cả cái màu xanh ở trên ấy? Nó là mình biết là OTU nhưng mà làm sao mà mình phân biệt được nó là màu xanh hay màu đỏ hay là màu cam? Dạ, cái trình tự của nó cô là ví dụ như trình tự đây là ACT, trình tự đây cũng là ACT, trình tự đây cũng là ACT đó, thì nó giống nhau ở trong cùng một cái group này, nó phải giống nhau 97% thì À, mình mình mới sẽ chọn assign cho nó một cái OTU 1. một. Ok, thầy, Rồi thầy. cái những cái trình tự này mà nó giống nhau 97% thì mình mà nó phải khác với là cái trình tự này
Đó, nhưng mà những trình tự này nó chỉ giống với trình tự này có 92% thôi, thì nó lại thuộc một cái nhóm khác. Đó, Ok nó phải giống nhau 97% thì mình mới group lại thành một cái OTU được. ok. Rồi, cảm Dạ ơn rồi. thầy. Okay. Dạ, thì tới đây thì mình chỉ biết được nó thuộc một cái OTU 1, OTU 2, OTU 3 thôi, chứ còn nó là 16S của cái con nào thì mình không biết nha mọi người. Đã tới đây là tới cái bước này. Xong sau đó thì mình mới lấy cái trình tự này mình plus lên trên NCBI. Đó. Tôi nói plus lên NCBI tại tôi dạy mọi người rồi để cho mọi người hình dung, chứ thật chất là người ta có cái thuật toán riêng, có cái cơ sở dữ liệu riêng để làm chuyện đó mọi người. Ha, đó tôi nói để cho nói những cái gì kiến thức mọi người đã học á, để cho mọi người dễ mapping vô ha. Đó. Chứ đừng có đi nói với người khác là phải bắt buộc phải là như vậy, không phải. Đó. Tôi có cái trình tự rồi. Tại vì những cái này giống nhau 97% thì tôi lấy cái consensus của 97% nó ra như là cái này nè mọi người. Những cái trình tự của tôi là giống nhau 97% rồi, tôi sẽ chọn ra cái consensus là một đại diện đặc trưng. Đó, rồi tôi mới lấy cái đó tôi đi plot lên NCBI để tôi biết được là cái trình tự của tôi nó là cái trình tự nào. Đó thì tôi mới gán cái tên của nó vào trong cái trình tự đó. À, nhưng mà cái mức độ gán thì nó phải phụ thuộc vào cái trình tự của mình nó dài bao nhiêu, đúng không? Nó cover được hết luôn cái 16S luôn thì mình có thể xuống được cái strand luôn, cái chủng nào luôn, đúng không? Còn nếu không thì mình chỉ dưới dạng là phylum với lại genus thôi, hoặc là species là cùng, chứ cũng không đi đến được cái strand nữa. Ha. Rồi tới đây có ai hỏi gì không? Có nắm được, có hiểu được cái thuật toán này không mọi người? Hello. Rồi mày hỏi gì hết, tôi mắc gặp Samson là mọi người hiểu. Rồi, thì mọi người coi đây các cả các bước nè. Bước thứ nhất là reprocessing cái raw data, có nghĩa là cái quality nó chưa tốt và mình trim nó đi, đúng không? Đó. Mình coi coi nó có cái bị PCR error hay duplication hay sao đó, mình đã học trong cái bài kia rồi. Đúng không? Đó. Xong sau đó rồi bắt đầu mình mới những cái trình tự nào mà giống nhau 100% thì mình unique nó lại. Đó. Còn những cái trình tự nào mà nó giống nhau gần 97% với nhau thì mình group nó lại thành một nhóm. Đúng không? Mình tạo thành cái OTU. Đó, và lúc đó mình mới biết cái abundance của nó luôn. Tại mình đếm mà. Đúng không? Đó mình đếm thử coi coi cái nhóm màu xanh đó mình có là 18 cái read. Đó mình biết được cái độ phong phú của cái OTU đó. Ha, đó. Thì ngoài cái OTU đó ra thì người ta còn có một cái phương pháp là cũng mới hơn. Đấy, mới hơn thôi chứ nó này cũng cách đây cũng 7-8 năm rồi. Người ta sử dụng là cái ASV. Ha, là nó viết tắt của chữ là Amplicon Sequence Variant. Đó. Thì cái giống như mình học Cham Chu mới móc mấy cái tool á, nó sẽ đi theo cái loại của nó. Đó. Thì cái tool đó người ta sẽ sử dụng cái thuật toán là OTU, còn có mấy cái tool khác người ta sẽ sử dụng cái thuật toán là ASV. Đó. Thì tôi sẽ không đi sâu vào tại vì mai mốt có những cái bài cụ thể cho nó ha, mai mốt mọi người sẽ được học cụ thể vào. Đó. Tôi đây tôi không đi sâu vào. Đó. Tôi đi một cái OTU thôi. Ha, là nãy tôi nói cho mọi người nghe đó là cái OTU đó. Nó có những cái ưu điểm cũng giống như có những cái khuyết điểm của nó nữa mọi người. Rồi, xong sau đó rồi người ta group nó rồi, bắt đầu là người ta mới classify nó, người ta dựa trên cái cơ sở dữ liệu để người ta xây dựng cái cây và người ta gán cho nó, đúng không? Cái taxonomy là nó thuộc là phylum nào, genus nào, species nào hoặc là strain nào ha, đó. Thì đây là cả bốn bước ở trong cái làm cái microbiome này ha. Thì tôi cũng lấy một cái ví dụ, mọi người ở đây sẽ háo hức là muốn hỏi coi là kết quả của cái mình làm nó là cái gì. Thì mọi người ở đây là một cái bài ở Việt Nam mình làm nè mọi người. Đó. Không biết cái này phải bạn của tôi không đó mọi người. Hồi đó tôi có thằng bạn tên là Nguyễn Giang Sơn, không biết phải không. Đó. Tôi tra thử thì cái bạn này làm ở viện ở ở Hà Nội nói gì đó. Mà bạn tôi học ở chung ở Sài Gòn không biết phải hay không. Nói gì đó. Kể như là tôi dùng cái clip này để tìm bạn đi. Tìm bạn của tôi tên là Nguyễn Giang Sơn thì bạn đó sử dụng cái kỹ thuật metagenomics đây đó để coi thử coi là cái dòng sông đó, ở Ninh Bình đó mọi người gọi là Day River Downstream đó gì đó thì coi thử coi là cái theo mùa đó, thì cái cộng đồng vi sinh ở trong cái mẫu nước này nè nó như thế nào và có những cái antibiotic resistant gene hay không đó. Cái này là ở Việt Nam mình làm được nha mọi người chứ không phải tôi không phải lấy của nước ngoài không đâu.
Đấy, tôi cũng mọi người cũng thấy cũng cố tình chọn mấy cái bài của Việt Nam của mình đó, thấy mấy anh chị em Việt Nam mình rất cố gắng luôn mà. Đó, mình cố gắng nỗ lực để mình làm được nghiên cứu, biết được là cái cơ hội để có máy móc thiết bị thì rất là khó, xin được funding cũng khó, nhưng mà người ta cũng cố gắng, người ta làm được đó. Nhưng mà tôi có lẽ là nhờ cái ông phía sau không, tôi thấy hai bài cũng là nhờ mấy cái ông phía sau. Thì mọi người thấy là cái dòng sông Day River Downstream này nè đó, thì người ta sẽ thu mẫu ở B1, B2, B3 rồi DOC rồi DCS chỗ này kia đúng không đó, người ta thu mẫu dọc theo cái bờ sông đó. Thì ở đây á, cái B1, B2, B3 là những cái chỗ mà người ta nuôi con tôm đó mọi người, người ta nuôi tôm đó đó. Thì mọi người thấy là cái vùng cái ngày mưa ở đây, cái mùa mưa đó, thì cái hệ vi sinh á, mọi người thấy là ở đây là hệ vi sinh mà R1, R2 đó, là cái chỗ ở ở dưới đây nè mọi người, cái chỗ mà không phải nuôi tôm á, cái hệ vi sinh nó cao hơn nhiều so với lại là mùa khô đúng không đó, tại vì cái số rít map vô nó nhiều hơn đúng không, nó cao hơn nè đó, so với là mùa khô đó. Rồi xong xuôi mọi người thấy là cái tỷ lệ thành phần á nó có thay đổi nhưng mà nó không có nhiều mọi người, nó có thay đổi nhưng mà nó không có nhiều đó. Cái chỗ nuôi tôm thì cái thành phần vi sinh cũng không có nhiều bằng cái nước mà không phải chỗ nuôi tôm mọi người đó. Thì chắc là mình bỏ kháng kháng sinh vô á, bởi vì diệt mấy con vi khuẩn hết trơn, bởi tụi nó không có nhiều, tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ thôi đó. Ở đây anh chị em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì đọc cái bài này. Ha, đó thế đây, sau khi mình chạy cái metagenomic mà cho 16S rồi đó, thì mình sẽ có thông tin một cái mẫu của mình đây, cái mẫu R1, mẫu R1 mẫu đây nè đó, ở trong cái mùa mùa mưa đó, nó có cái con màu xanh, con màu xanh là cái con này nè mọi người đó, nó chiếm tỷ lệ rất là nhiều đó, và mấy cái màu xanh này nè đó thì nó chiếm tỷ lệ ít hơn mà mấy con khác đó, mấy con mà thuộc cái phylum khác đó nó ít hơn đó, nhưng mà con này thì nó nhiều đó. Và mình thấy là hầu như là mấy cái mẫu mà không phải nuôi tôm á, thì nó nhiều hơn những cái mẫu mà nuôi tôm đó, ví dụ như B1, B2, B3 là chỗ nuôi tôm đó. Rồi đó, cái đó là mình giải 16F mình sẽ ra cái này đó mọi người, kết quả cuối cùng của mình sẽ ra cái này. Còn cái chuyện mà phân tích thêm gì đó nữa thì mốt mình học sâu hơn mình sẽ phân tích thêm, nhưng mà rốt cuộc là mình sẽ ra cái này đó, có nghĩa là trong cái mẫu mình có những con nào đúng không, con là màu xanh này, màu xanh này, màu cam, màu 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 xanh blue đậm đó, và tỷ lệ của từng con là bao nhiêu, được không ha. Đó đó là cái giải 16S nó sẽ ra giống vậy. Cái việc mà giải 16S như vậy mọi người, mình chọn cái vùng nào á nó cũng ảnh hưởng tới nữa. Giống như hồi nãy tôi nói, ví dụ như người ta đã làm cho một cái bài ở đây, làm cái bài review, người ta đã làm, người ta lựa cho nhiều bài, mà ta thấy là cái vùng V2, V3 đó thì nó cho mình cái ở bên định nó tốt hơn. Ví dụ như mọi người nhìn thấy cái mẫu vi sinh của mình nè, cái mẫu môi trường của mình nè, ở trong đây có con đỏ, con vàng, con xanh đó, thì rõ ràng là cái con đỏ là cái con mà nó chiếm nhiều nhất ở trong cái mẫu của mình đúng không, nó có nhiều con màu đỏ nhất đó, còn con vàng thì ít hơn, con xanh thì ít hơn. Thì cái mẫu này nếu mình sử dụng cái primer V3, V4 á, cái vùng hai cái vùng này á, thì mình thấy là phân biệt được rõ ràng là con đỏ nó nhiều hơn con B, nó nhiều hơn con A với con C đó. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái primer V4, V5 á, thì nó không cho mình thấy được cái chuyện này. À, nó không cho mình thấy được chuyện này, tại vì giải ra là mình biết được đó, có con A, con B, con C đó, đúng như là cái mẫu này đó, nhưng mà cái tỷ lệ nó như nhau à. Đó, bởi vậy là cái việc mà sử dụng cặp primer nào thì lúc đó phải mình phải thử, đặc biệt là đối với cái mẫu của mình, được không mọi người ha. Đó, thí dụ như mình làm kinh nghiệm biết được là phải sử dụng V3, V4 thì nó mới tốt, chứ còn mà V2, V3 nó không tốt, hoặc là V4, V5 nó không tốt, thì mình phải hiểu đó, mình làm con nào thì mình phải hiểu con đó ha. Mẫu gì á, mẫu đó có con gì cũng chẳng đó. Mọi người cứ hỏi sao tôi biết được, tôi đâu có biết đâu, tôi không biết, mà cái người làm chuyên môn về cái đó đó thì sẽ biết đó, tại ai làm cả đời thì người ta làm có một hai con thôi, hoặc là cái mẫu bệnh nào thì người ta sẽ có chuyên môn đó ha. Đó, rồi như vậy là xong cái phần 16F. Bây giờ đôi khi á mình đặt câu hỏi nghiên cứu của mình nó sâu hơn đó, nó không chỉ là có con gì trong chổng và tỷ lệ là bao nhiêu đó, nó không chỉ là nhiêu đó,
mà nó đòi hỏi là ví dụ như tôi muốn biết coi là ở trong đây có con này nó có mang cái gen kháng kháng sinh hay không, có mang cái gen độc tố hay không, hoặc là có mang một cái enzyme nào đó ở trong suối nước nóng đó vậy đó, nó có khả năng làm gì đó đặc biệt đúng không, nó tạo ra một cái enzyme gì đó tốt cho ngành công nghiệp thực phẩm ví dụ gì đó đúng không, thì tôi đâu có giải 16S sao tôi biết được nó có con gen 16S nè, mà đôi khi nó còn làm V3 V4 nữa thì làm sao biết được mấy cái gen khác đúng không. Đó thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái phương pháp gọi là cái shotgun metagenomic đó, thì cái shotgun metagenomic này nó không có nó tách chiết DNA xong rồi nó sequencing luôn à đó, chứ nó không có sử dụng cặp primer nào làm giàu lên trong cái vùng gen ở trên đó. Tách chiết ra DNA sequencing luôn, có bao nhiêu sequencing hết xong rồi bây giờ mới sử dụng kỹ thuật bioinformatics để mà làm cái mapping đúng không, hay là tôi chọn một gen thôi, ví dụ như ở trong đây tôi quan tâm tới cái kháng kháng sinh thì tôi quan tâm tới cái gen kháng kháng sinh thôi, thì tôi map lên trên cái reference genome của gen kháng kháng sinh đúng không, ví dụ như trong đây là nó phân ra là cái nào của màu xanh làm de novo assembly cho màu xanh lá cây, cái nào là màu đen thì làm lên ví dụ như vậy đó, thì nó khó hơn nhiều và nó đòi hỏi phải giải với cái độ phủ rất là sâu thì mình mới phân nhóm được, mình mới có chỗ overlap được đúng không, thì đại khái là cái chỗ mà shotgun metagenomic này thì mình có thể là chọn cái mặt cơ gen sau khi mình giải metagenomic không có làm giàu bằng PCR gì hết mà mình quan tâm tới một số cái gen mình quan tâm thì mình map nó lên trên những cái mặt gen mặt cơ gen mà mình quan tâm đó, rồi bắt đầu mình annotate nó, mình gọi biến thể nó, mình gọi đột biến nó hay sao đó, hay là mình làm cái de novo assembly luôn, có nghĩa là có bao nhiêu cái genome chẳng mà mình giải thật là sâu đó thì mình sẽ mapping và tạo những context riêng cho từng cái, và lúc đó mình tìm cái genome tương ứng với context này đó, hoặc là mình làm binning nữa, cái này còn giải còn sâu hơn nữa đó, có nghĩa là mình sẽ gom lại những vùng trình tự đó xong rồi bắt đầu là mình sẽ làm cái binning này đó để biết được từng vùng và cái gen của nó là cái gen nào đó, thì tùy theo túi tiền của mình có đúng không mà mình làm cho nó phù hợp đó, đôi khi tôi cũng làm shotgun metagenomic nhưng mà tôi quan tâm một số gen thôi đó, nó nhiều hơn một cái gen 16S thôi thì tôi làm mặt cơ gen thì tôi giải cái này cỡ chừng 200 đô đó, còn giải assembly này á, thì nó phải tới tầm cỡ 20 GB á mọi người, cái này cỡ 6 GB, cái này khoảng 20 GB, còn cái này á, là không biết bao nhiêu nữa. Nhiều hơn à, nhiều hơn gấp hai cái này đó, cái này nó tới mấy ngàn đô á, để làm cái này ha. Đó thì tùy theo túi tiền của mình, tùy theo câu hỏi của mình để mình trả lời đó, thì mình chọn lựa sao cho nó phù hợp ha. Thì cái shotgun metagenomic này á, thì nó không cần cái reference genome đó, thì mọi người cũng biết rồi, cái genome ở trên cái reference genome của mình á, thì nó chỉ chứa cỡ 70% là những cái gen mình biết thôi đó, còn khoảng 30% đó thì mình 33% này nè thì mình không có biết, nó không xuất hiện ở trên cái reference genome của mình, tại vì đâu phải là cái database của mình gì cũng có đâu, người ta ước lượng là cỡ 30% là mình không biết đó, nếu mà mình muốn không muốn biết hết thì mình làm cái mapping thôi đó, còn nếu mình muốn biết nhiều hơn thì mình phải làm de novo assembly đó, là hai hai cái phương pháp hồi nãy là mình nói là de novo assembly hoặc là mình làm binning đó đó, rồi mình assign cái read nó sau khi mà mình biết được rồi đó, thì mình có thể nghiên cứu những cái về tương tác đúng không, giữa những con vi sinh vật với nhau hoặc là vi sinh vật với ký chủ, tại vì mình biết được tất cả các gen trong chổng mà đó, mình sẽ thấy được là những cái gen nào đúng không đó, những cái gen đó thì nó xuất hiện ở những ký chủ nào đó và nó tương tác như ra sao, thì cái shotgun metagenomic này mọi người mình làm được nhiều thứ hơn ha. Đó mình sẽ làm được y hệt giống như nãy cái 16S làm, có nghĩa là làm cái phân loại cho nó, làm cái phân loại cho nó hoặc là mình chú giải cái genome của nó hoặc là mình định lượng cụ thể luôn, xong sau đó rồi mình có thể làm được chức năng và mình có thể xây dựng cái phân loại, rồi mình tìm được ba mặt cơ hoặc xây dựng ban genome hoặc là mình tìm SNP ở cái mức độ là population luôn, tại vì này là cả một cái hệ vi sinh mà chứ đâu phải một con đâu đúng không đó,
và mình có thể predict được cái mối tương tác giữa vi khuẩn hay virus với lại vật chủ luôn ha. Đó. Ok, Thì tùy theo túi chất tiền của mình làm thế nào cho nó phù hợp ha mọi người ha. Rồi thì rồi tôi tiếp. cũng làm một cái so sánh đơn giản để mọi người thấy được là giữa cái âm ly cong hoặc là target 16S hoặc là cái mặt cơ chim 16S này so với cái shotgun metagenomic thì sẽ như thế nào. Về cái độ phủ thì mọi người thấy là do mình giải 16S mình chỉ có một cái vùng gen nhỏ xíu à. Nó chỉ có hồi nãy mọi người thấy nó cỡ chừng 600 base pair chưa tới nữa, cái vùng V3 V4, còn nếu mình làm hết luôn cái 16S này luôn á thì nó cỡ khoảng là 1.500 base pair thôi. Đúng không? Có là 1.5 kilobase. Còn cái giải shotgun này á, một cái genome á, là trung bình là 5 mê rồi mọi người. 5 mê có là 5 triệu base pair rồi, còn này nó chỉ có 1.000 mấy thôi. Đó. Tính ra tiền Việt Nam thì mọi người dễ hiểu hơn đúng không? Một cái giá nó tới 5 triệu, còn một cái nó có 1.500 đồng thôi. Đó. Bởi vậy là để làm được cái này á, thì mình với cái số tiền ít thì mình sẽ giải cái độ phủ nó cao. Đúng không? Đó, số lần mình giải nó được số lần nhiều, còn này thì giải ít thôi. Đó. Rồi xong xuôi là Broad Domain Coverage. Broad Domain Coverage có nghĩa là gì? Cái 16S thì mọi người cũng biết rồi. Nó chỉ có ở vi khuẩn với lại kia thôi. Chứ bây giờ nếu mà tôi làm virus hoặc là tôi làm ở nấm, ví dụ như vậy đó thì nó đâu có. Đúng không? Đó. Bởi vậy là cái ROS domain này á thì 16S nó chỉ cho mình biết được của vi khuẩn thôi. Đó. Còn cái shotgun sequencing này nó cho mình biết hết luôn, có con gì cũng chẳng giải hết trơn mà. Đúng không? Nó virus có thì giải virus, đó vi khuẩn có giải vi khuẩn, nấm có giải nấm, đó. Bởi vậy là cái ROS domain này cũng giải được hết. Đó. Rồi còn cái form positive nữa. Cái này nó ít có form positive hơn tại cái vùng khu trú của nó đã được sử dụng cái định danh rất là nhiều rồi. Đó, còn cái này thì sử dụng cái shotgun này thì sẽ bị cái đó. Thì cái form positive là như thế nào? Tôi thí dụ như đây tôi có ba con màu xanh, con màu vàng, con màu hồng. Thì cái gen của con màu xanh đó mọi người nó có chứa một chút xíu cái màu đỏ ở trong đây. Đó, và nó cũng chứa một xíu màu xanh trong đây. Cái gen của con màu vàng nó chứa cái màu vàng mà nó cũng có màu đỏ nữa. Còn con màu hồng này nó có màu hồng mà nó cũng có màu xanh nữa. Đó, tại tôi nói gene transfer với nhau đầy ấy. Đúng không? Hiện tượng này thấy đầy. Đó. Và bây giờ tôi giải nó ra. Đó, tôi giải nó ra, thí dụ tôi giải trình tự của con màu màu xanh ra, nó ra như vậy. Nhưng mà tôi map ở trên cái database của tôi á thì tôi không có con màu xanh mọi người. Ở trong cơ sở dữ liệu của tôi thì nó không có con màu xanh, nó chỉ có con màu vàng với con màu hồng thôi. Bởi vậy là hai cái con này thì nó có cái gen, nó có cái gen màu đỏ, tôi map lên thì tôi thấy có. Rồi tôi map màu xanh đây tôi cũng thấy có. Bởi vì tôi mới gán cho cái con A này nè là con B với con C chứ không phải là con A. Đó bởi vì tôi xảy ra cái trường hợp false positive. Được không mọi người ha? Đó. Dĩ nhiên là mình sẽ bị 30% là giống vậy. Còn nếu mà mình làm de novo assembly thì lúc mình chú giải á, thì mình cũng bị, nếu mà trong cơ sở database của mình không có. Đúng không? Quanh đi quẩn lại mình đều bị cái form positive. Đó tới cái chuẩn của mình luôn. Đó. Rồi cái hot DNA muốn tương tác á, thì mình phải biết được nó có những gene gây độc tố hay nó có những gene mà cộng sinh hay là gì đó đúng không? Đó, mà để biết được thì 16S làm gì có. Thì chỉ có này có thôi. Đó. Rồi về chức năng cũng vậy. Mình có nhiều gene để mình annotate thì mình biết chức năng của con vi khuẩn đó là gì đúng không? Nó gây bệnh hay nó không gây bệnh hay là nó tạo được cái enzyme hay là không tạo được cái gì đúng không? Đó. Nhưng mà có cái ưu điểm 16S này đây nãy tôi cũng nói đúng không? Chỉ cần mình chỉ có 10 copy của một con ở trong cái mẫu của mình thôi là mình có thể sử dụng cái primer để mình nhân nó lên được. Còn này cần có một nanogram được, thì mình mới làm được. Ha, chứ còn ít hơn mình không thấy. Đó. Cái này á, là nó 10 mũ 2 á. Ha, phương pháp này nó tốt hơn cái này 10 mũ 2 lần. Đó. Về cái sensitivity á mọi người. Rồi. Nếu mà mình không có tiền mà mình chỉ quan tâm tới là muốn ở trong cái mẫu vi sinh vật của mình là có cái gì, đúng không? Có con gì ở trong chổng và thành phần của mỗi con là bao nhiêu thì mình sử dụng cái 16S này. Đó, nó cũng rẻ, nó 30 đô bây giờ mà. Đó. Còn nếu mà bây giờ mình muốn làm shotgun có nghĩa là
mình muốn biết hết cái nhân chủng gây bệnh không gây bệnh, rồi có kháng thuốc hay không kháng thuốc đồ này kia đồ á, thì mình phải sử dụng cái shotgun này thì nó tới 200 đô lượng mắc hơn ha. Nhưng mà nó cũng chỉ ở cái 200 đô cũng chỉ được cái này thôi nha mọi người, là cái này là cùng ha, chứ còn cái này thì chắc phải 600 đô á. Rồi bây giờ giải 16S mọi người cũng thấy, nếu mà sử dụng short grid đó, thì nó cover cái vùng V3, V4 ví dụ vậy đó. Hồi xưa thì mình phải còn làm cloning nữa, có nghĩa là sử dụng Sanger á, mình còn phải cloning nữa đó, cho nó vào bắt đầu overpression rồi bắt đầu mới chọn ra rồi bắt đầu tách chiết lại rồi mới giải, nó cực nó gì đó. Mà hồi xưa thì cũng giải được, nói 1.600 chứ cũng giải 2 lần 3 lần thì mới được, chứ cũng 1 lần cũng không xong đó. Rồi còn á, cái sử dụng cái NGS đó là short grid đó, nó thì mọi người thấy là V1, V2, V34 ví dụ vậy đó thì nó cũng được, nhưng mà sâu hơn thì khó. Còn bây giờ là cái ONT có nghĩa Oxford Nanopore đó, thì mình giải hết luôn 1.600 này luôn, đâu có nhầm nhò gì đối với cái long grid này đúng không? Mình sử dụng cái minion này là mình làm được, mình làm nhanh nữa đó. Thì có một cái bài báo người ta sử dụng cái bắc bio đó long grid để người ta cho cái 16S này nguyên cái full line này luôn đó. Thì mọi người nhìn ở đây đây, người ta so sánh giữa Illumina V3 V4 so với cái full line mà của bắc bio long grid này đó, nó dài cỡ 1.500 baseband. Thì cái chữ Y á, là chữ Illumina, còn chữ B là chữ bắc bio, nó cùng một cái loại mẫu đó, cùng cái loại mẫu đó. Mọi người thấy là cái diversity của nó, cái chao index diversity của nó nè đó, mọi người thấy là đối với cái này á thì nó như nhau đúng không, nhưng mà đối với cái này, đối với cái này đó thì mọi người thấy là được cái xenon index nè đó, thì cái này cái bắc bio lúc nào nó cũng tốt, tốt hơn nhiều đó, khi tốt hơn ít đó so với lại là cái Illumina ha. Thì dĩ nhiên hồi tiền nào của đó đúng không, chứ làm sao mà cái nào cũng giống nhau được đó. Rồi thì người ta ứng dụng cái này kỹ thuật 16S này vào rất là nhiều ha đó. Người ta ứng dụng vào trong cái lúc ban đầu nãy nói đó ha, cỡ 2008 2009 đó đó, người ta ứng dụng vào cái giai đoạn số 1 để người ta biết được là có con gì trong chổng đó. Rồi xong sau này rồi người ta mới coi cái tương tác đồ này kia, thì bắt đầu người ta mới làm cái nguyên cả cái metagenome luôn, shotgun luôn ha đó. Và người ta làm ở nhiều cái hệ cơ quan, cái tissue khác nhau, mọi người cũng thấy đúng không, ở trong da, ở trong ruột, ở trong mũi, ở trong miệng đó, nhiều lắm đó. Rồi người ta làm kể cả trong cái nước ói của em bé đồ này kia nữa ha đó, này cũng da nè. Rồi tôi nói nhiều nói dài quá mọi người, tôi mệt quá. Không biết mọi người có hỏi gì không? Có ai hỏi Dạ gì trong không? bút, dạ trong podcast nhiều lắm ạ. Thôi để tôi Nhắc nói lại thêm. xong hết luôn đi, tôi còn 2 slide nữa mọi người, để tôi nói xong hết luôn đi, mình thảo luận chung một lúc ha. Rồi cái này nãy giờ tôi, tại tôi làm về bệnh, bởi vì tôi hay nói về bệnh, chứ thật chất ra là nó ứng dụng nhiều lắm mọi người, nó ứng dụng ở trong công nghiệp thực phẩm, ở trong nông nghiệp, ở trong nhiều thứ khác nhau, môi trường đổ này kia. Nãy giờ mọi người cũng thấy nó có mấy bài làm về môi trường đúng không, nước sông đổ này kia đó, chứ không phải là chỉ làm ở bệnh ở người đâu. Thí dụ như đây người ta làm về cái nông nghiệp nè đúng không, đó người ta coi coi là mấy cái chất độc đổ này kia đúng không đó. Mọi người thấy là ở đây người ta cũng profile thử cái microbiome ở trong mẫu đó, mẫu đất đó vậy đó, để người ta coi thử coi là làm phân bón đúng không đó, hay là người ta cải thiện cái phương pháp canh tác, người ta bổ sung vào vi sinh đúng không, cải thiện cái việc canh tác cho dễ hơn ví dụ vậy đó đúng không, ta biến những cái mà cái gây độc thành những cái không gây độc, tại vì người ta bổ sung những con vi sinh nó có thể
chuyển hóa được những cái chất độc này, đúng không? Đó thì sử dụng kỹ thuật microbiome thì người ta mới biết có con nào, đúng không? Con đó tại sao nó biết được chức năng đó, thì người ta giải mới đầu người ta giải 16S, xong xuôi người ta giải whole genome nó, nếu mà người ta nuôi cấy được phân lập ra, hoặc nếu không thì giải trực tiếp luôn, đúng không? Đó, hoặc là người ta sử dụng trong thủy hải sản, ví dụ vậy đó, thì người ta có thể bổ sung probiotic hay là gì đó, đúng không? Đó để làm cho cái bổ sung vào cái ao nuôi tôm của người ta, thí dụ vậy đó, thì người ta cũng phải biết có con gì nhiễm chủng, đúng không? Đó, và con đó có ảnh hưởng gì đến môi trường hay sao, đúng không? À, rồi vậy là xong cái bài của tôi, chắc là tôi phải đi từng cái câu hỏi của mọi người, đúng không?